Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được truyền đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Công ty Điện lực Điện Biên thực hiện nhiều giải pháp chống quá tải lưới điện. Trồng xoài theo chuỗi liên kết, nông dân Mường Khiêng, Sơn La không lo đầu ra cho sản phẩm. Yên Bái phát huy và bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa. Những thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối của chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trong thời gian này, Công an huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đang tập trung tăng cường lực lượng, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử cho công dân trên. Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 30 tháng 6, toàn huyện Yên Lập có ít nhất trên 47.000 công dân được cấp tài khoản định danh điện tử. Công an các xã, thị trấn trong huyện đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác triển khai đề án, phối hợp với cán bộ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên các xã, thị trấn, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNEID, tài khoản định danh điện tử, trợ giúp người dân thực hiện các quy trình đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 cho công dân đã có thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, chưa có tài khoản định danh điện tử hoặc đã đăng ký, phê duyệt nhưng chưa kích hoạt tài khoản. Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đảm bảo tốt quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý. Đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các đối tượng yếu thế trong xã hội như người già, người nghèo, người khuyết tật, trẻ em, mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Riêng trong tháng 5, ngoài thực hiện tốt công tác hòa giải cơ sở, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 156 cuộc cho trên 10.800 lượt người tham gia, các cơ quan chức năng đã tổ chức 2 lớp tập huấn về trợ giúp pháp lý tại huyện Mường Tè, đồng thời tiếp nhận và giải quyết 23 vụ việc trợ giúp pháp lý tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện công ty Điện lực Điện Biên đang thực hiện nhiều giải pháp chống quá tải lưới điện, nâng cao độ ổn định cung cấp điện, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Công ty Điện lực Điện Biên đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện, tập trung bổ sung các trạm biến áp nhằm giảm bán kính cấp điện tới hộ dân, đồng thời thay thế hàng loạt các cột, dây dẫn để cải thiện chất lượng điện cho khu dân cư trên địa bàn các xã khu vực nông thôn, tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa, củng cố lưới điện hiện có, giảm tối đa thời gian mất điện do sự cố, nhờ đó chất lượng nguồn điện đã thay đổi rõ rệt. Việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp chống quá tải lưới điện đã giúp cho lưới điện trên địa bàn đảm bảo vận hành tối ưu, giảm tổn thất cho ngành điện, phục vụ tốt cho sản xuất sinh hoạt và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng kịp thời cây giống lâm nghiệp phục vụ công tác trồng rừng của nhân dân, đến thời điểm này, tỉnh Tuyên Quang đã trồng mới trên 7.300 hecta rừng, đạt gần 73% kế hoạch. Trong đó, trồng rừng tập trung gần 7.000 hecta, trồng cây phân tán trên 443 hecta, thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ cây giống lâm nghiệp chất lượng cao theo nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Ngành kiểm lâm tỉnh đã cung ứng cho nhân dân trên 3.500.000 cây giống chất lượng cao, tương đương diện tích trên 2.500 ha, đạt trên 95% kế hoạch. Các ngành chuyên môn đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác trồng rừng, quản lý tốt nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp, chủ động kiểm tra, nghiệm thu các công đoạn nhằm đảm bảo chất lượng rừng trồng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, sau khi được các cấp các ngành vận động, 75 hộ dân ở xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã chuyển đổi hơn 65 hecta đất trồng ngô sắn trên đất dốc sang trồng xoài tượng da xanh. Xác định mục tiêu trồng xoài tượng da xanh để xuất khẩu, nên ngay từ ban đầu, các thành viên trong hợp tác xã Bản Bon đã được cán bộ kỹ thuật của huyện, xã, hợp tác xã Thanh Sơn và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Khánh Thìn, huyện Mai Sơn tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ trong khâu trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bà con mình đó là nhớ kỹ là cái cây trước khi thu hoạch là mình phải bấm tỉa, tỉa tán,
tỉa tán để làm cái gì là tỉa tán để mình lấy cái lọc mới đi, lấy lọc mới lên. Ví dụ như là trong khi thời gian mà giai đoạn mình tỉa tán thì tới giai đoạn mình ra hoa nó đi hai cây lọc đấy, hai cây lọc đó là để ra hoa cho nó đạt. Còn những cái lọc cũ này nè, như những cái cành cũ này vậy là nó ra lọc là không có đạt đấy. Bà con mình nhớ là nhớ kỹ điều đó. Đó là xong xong thời gian tỉa tán thì mình phải bón, mình bón xới, bón phân. Nó bón phân xong thì trong khi cơi lọc lên thì phải đánh nấm, đánh thuốc là để cho nó dưỡng lọc để không bị thắng thư, đúng không? Là cái lọc nó vẫn giữ được là cái quả ra mới đạt. Để sản phẩm xoài quả to, mẫu mã đẹp, an toàn với người tiêu dùng, hợp tác xã Bản Bon thường xuyên quán triệt đến các thành viên trong hợp tác xã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc an toàn theo đúng hướng dẫn kỹ thuật, từ việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến khâu thu hái. Sau khi được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, chứng nhận Việt Gáp và cấp mã số vùng trồng, hợp tác xã Bản Bon đã ký hợp đồng liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Khánh Thìn trong việc chăm sóc, tiêu thụ sản phẩm. Mấy năm trước thì là mình chưa được tìm được cái đầu ra, thì là nó cũng khó về cái sản xuất của mình. Bây giờ năm nay thì được sự trợ giúp của công ty anh Khánh và thu mua quả và cũng hỗ trợ cả phân bón, thuốc và bảo vệ thực vật cho bà con, thì bà con là cũng là rất là mừng so với các năm trước, và giá cả thì cũng là ổn định so với các năm. Năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Khánh Thìn đã ký kết hợp đồng với đối tác Trung Quốc thu mua xuất khẩu trên 1.000 tấn xoài tượng da xanh của một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Dự kiến sản lượng thu mua xoài sẽ tăng lên trong các năm tiếp theo khi công ty tiếp tục mở rộng chuỗi liên kết ra nhiều vùng trồng xoài trên địa bàn các huyện, thành phố. Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, thành phố Yên Bái đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của hệ thống các di tích lịch sử, văn hóa. Đền Tuần Quán, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái có từ thời Hậu Lê, đầu thế kỷ thứ 15. Đền thờ Mẫu Liễu Hạnh và thờ Đức Thánh Trần, Trần Quốc Tuấn, người đã có công giúp vua đánh giặc cứu nước. Đền không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của đông đảo tín đồ Phật tử thập phương, mà còn trở thành nơi ghi dấu những sự kiện. Chúng tôi thiết nghĩ đây là một trong ngôi đền khá nổi tiếng, linh thiêng ở Yên Bái. Và cùng với đền Đông Quương, thì đền Tuần Quán cũng sẽ là cái khởi nguồn trong cái việc du lịch tâm linh đến với Yên Bái, và đặc biệt là đến với đạo mẫu. Hàng năm, phường Yên Ninh đều tổ chức lễ hội trang trọng để lưu giữ nét đẹp truyền thống văn hóa lễ hội và giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cách mạng kiên cường cho cán bộ và nhân dân. Tôi là một người rất hay đi đền lễ, và ở cái đền Tuần Quán này, mỗi lần ngày rằm mùng 1/15 thì người dân đến với đền cũng rất là đông. Lại đa số người dân đến với lại đền Tuần Quán mình thì đa số là xin cầu về tài lộc bình an rất là nhiều. Đối với em thì ngôi đền Tuần Quán là một ngôi đền có giá trị lịch sử rất là lớn. Thành phố Yên Bái hiện có 24 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh. Nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, những năm qua, thành phố Yên Bái đã ban hành các văn bản quy định về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn. Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp các ngành, cũng như là sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố, thành phố cũng phòng văn hóa cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố các cái giải pháp để phát triển thúc đẩy cái hoạt động du lịch trên địa bàn. Để việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế xã hội bền vững, nhất là phát triển du lịch tâm linh, thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa vai trò, sự chủ động, tích cực của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 6 năm 2023. Tỉnh Lào Cai sáng có mây vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng có mưa, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tỉnh Lai Châu sáng có mây, trưa chiều trời nắng, đêm về sáng có mưa vài nơi, nhiệt độ 21 đến 29 độ. Tỉnh Điện Biên sáng nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Tỉnh Sơn La sáng nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tỉnh Yên Bái sáng có mây rải rác, trưa chiều có nắng, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tỉnh Hà Giang sáng có mây, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tỉnh Tuyên Quang sáng nhiều mây, trưa chiều trời nắng, vùng núi trời mát, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tỉnh Phú Thọ sáng nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, đêm về sáng trời mát, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực đã khép lại chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.